Ôi, mỗi sáng ra đã nắng thế nhở, nóng nữa. Trời ơi, sao cái cỏ gấu này nó mọc nhanh thế nhở? Cái này khó nhổ lắm. Ôi, sao cái cọ này nó mọc nhanh thế nhở? Mà nhổ thì cháu đi theo hết. Ôi, chỗ này để lại đã, để đi xới cái khác để trồng thêm rau. Rau bắp cải, su hào. Muộn như thế này rồi, hai chị em vẫn chưa dậy à? Hương ơi, gọi em dậy đi. Gọi em dậy, đánh răng rửa mặt còn đi học nào. Vâng, con biết rồi. Gọi em dậy luôn đi nhá. Duyên ơi, dậy đi em. Dậy, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học em. Dậy đi. Vâng, em biết rồi. Đang ngủ ngon gọi mãi. Dậy rồi à? Chị nấu mì ở dưới bếp rồi ấy, ăn rồi mà đi học. Em biết rồi. Liệu mà đi học đi nhá, chị đi giúp mẹ làm việc đây. Con xới hết cái này cho mẹ. Con đi học đây. Học xong về sớm nấu cơm cho mẹ nhá. Hôm nay mẹ làm sao thế? Con nhìn mặt mẹ cứ thấy buồn buồn sao ấy. Mẹ có chuyện gì à? Mẹ vẫn bình thường mà con. Con thấy mẹ khác mọi khi lắm. Thôi có chuyện gì mẹ nói với con đi. Con là con gái lớn của mẹ mà.
Thực ra là mẹ cũng lo lắng nhiều cho các con lắm. Con thì cũng lớn rồi, mẹ thì cũng già rồi, cũng có tuổi rồi. Em mày cũng năm nay cũng hết cấp 3 rồi. Mẹ cũng muốn các con đầy đủ.